gió cứ mãi vẫn trôi buồn ngồi còn vương dưới sân trường. Một tiết mục văn nghệ bá đạo và lầy lội nhất của học sinh Việt Nam. Tháng năm không trở lại, phiên bản người hướng nội. Như các bạn biết đấy, 20 tháng 11 là một dịp tuyệt vời để giải bày tình cảm. Mới đây, một tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn dạt dào cảm xúc khiến người xem mạnh dạn chấm 9,5 điểm tự tin. Nửa điểm còn lại là cho chất lượng giọng hát. Từng cơn gió cứ mãi vẫn trôi, còn vương dưới sân trường. Ở đây đã có ai được xem một tiết mục đặc sắc như vậy chưa nhỉ? Trường nào, lớp nào rồi cũng sẽ có những tiết mục như này mà thôi. Cộng đồng mạng được fan cười ngất với biểu cảm 3 phần rụt rè, 7 phần cố gắng của bạn nam sinh này. Đúng kiểu giọng hát nội lực mang tính sát thương, khiến người đang buồn cũng bị chọc cười. Nhiều khán giả thắc mắc, không biết thế lực nào ép buộc khiến nam sinh này phải tỏa sáng như thế này nữa. Xin lỗi vì đã lỡ cười. Đúng là một giọng ca đưa cảm xúc dạt dào đi vào bế tắc. Cái điệu đi trông mà hài kinh lên được. Dù hát không hay, nhưng thần thái vẫn phải đỉnh của chóp nha các bạn. Nếu là bạn, bạn sẽ chấm cho tiết mục này bao nhiêu điểm? 10 điểm! 10 điểm! Nữ sinh gánh tim. Tài năng không nhiều, nhưng máu liều thì level max. Nữ sinh lên biểu diễn văn nghệ khiến toàn trường xúc động đến đau lòng. Vẫn là một chiếc clip bá đạo trên từng hạt gạo, chỉ có thể tìm thấy trong clip 20 tháng 11 của các bạn học sinh. Bên cạnh những màn trình diễn khiến ai nấy đều phải nổi da gà, thì mới đây, một tiết mục tuy giản dị thôi, nhưng cũng được viral bởi thần thái không phải dạng vừa đâu của một nhân vật chính. Chỉ diện độc có một chiếc áo sơ mi trắng, không múa phụ họa, cũng chẳng dàn dựng công phu. Chỉ riêng giọng hát trời phú của cô gái cũng đủ cho cả trường phải xôn xao và xúc động đến đau lòng. Qua tìm hiểu thì top 1 biết được, cô bạn này là lớp trưởng, do nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải có tiết mục văn nghệ tham gia, nhưng vận động mãi mà các bạn không hưởng ứng, nên cô đành phải đại diện lớp lên biểu diễn. Dù giọng hát còn trông chênh, nhưng sự tự tin và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm quá ư là tuyệt vời phải không nào? Em ngày xưa có chân cán bộ trong lớp đã bao giờ gặp phải tình huống khả năng ca hát hạn chế mà bị dòng đời xô đẩy lên gánh tim như vậy hay chưa? Nếu có rồi thì nhớ comment xuống bên dưới cho top 1 chúng mình biết với nhé. Nam sinh trổ tài quẩy cực dẻo với hàng loạt môn thể thao. Anh em biết rồi đấy, thể thao thì thường mạnh mẽ, còn nhảy múa thì có xu hướng dẻo dai, uyển chuyển. Tưởng chừng đây là hai lĩnh vực chẳng có tí liên quan, nhưng khi kết hợp hai điều này lại với nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Top 1 chúng mình chưa dám hình dung luôn đấy. Mới đây, nam sinh trường Học viện Ngoại giao đã có màn biến tấu cực cuốn khiến bạn bè và anh em khắp cõi mạng phải trầm trồ. Đam mê 2 trong 1, vừa thích thể thao lại vừa ồn ào với các điệu nhảy. Nam sinh đã vận dụng khéo léo chất nghệ trong người, biến tấu cực cuốn khiến cộng đồng mạng suýt xoa, nghệ phết nhờ. Làm gì đấy? Từ đánh golf, câu cá đến các thể loại như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, vân vân và mây mây, đều được đưa lên sàn trông cuốn lắm nha. Ở mỗi bộ môn thể thao đều kèm theo vũ đạo cùng nhạc nền không thể mix and match hơn được nữa. Anh chàng còn mạnh dạn tuyên bố, đây là điệu nhảy chất nhất năm 2023. Đã đẹp trai, nhảy giỏi lại còn sáng tạo. Phải nói là đỉnh của chóp. Bé trai chơi trống band cực chuyên nghiệp. Đố các bạn biết, giới showbiz Việt bây giờ, nam ca sĩ nào đang nổi lên như một hiện tượng của giới trẻ kèm theo câu hát ú oà đang cực viral? Dễ ợt, còn ai trồng khoai đất này nữa? Là Momo chứ ai? Nghe Waiting For You nhiều rồi, giờ nghe chơi trống trên nền nhạc bài hát này mới là độc đáo và mới lạ. Theo là
đoạn clip được cư dân mạng truyền tay nhau mới đây, một bé trai tiểu học đã khuấy động cả sân trường với tiết mục chơi trống bộ của mình. Dù còn khá nhỏ, nhưng bé trai đã thuần thục chơi trống trên nền nhạc bài hát Waiting For You cực nổi tiếng của ca sĩ Mono. Nghệ cả củ luôn, còn bé xíu 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 mà đã chơi được trống band rồi. Nhớ lại cái hồi cấp 1, được đánh bài quốc ca đội ca bằng quả trống của đội thiếu niên đã là oai lắm rồi. Trời ghê chưa? Đây chơi luôn cả bản hit Đang Là Mưa Làm Gió mới siêu chứ. Tuổi trẻ tài cao là đây chứ còn gì nữa. Bên dưới sân trường, các bạn nhỏ cũng tỏ ra vô cùng hào hứng với tiết mục này. Không chỉ hát hò theo điệu nhạc mà còn phiêu theo điệu trống cực kỳ ăn ý. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ trước tài năng của cậu bé. Kể ra mà tậu được cả dàn trống xịn xò con bò như này cũng là thuộc nhà có điều kiện rồi đấy. Vừa tài năng lại là con nhà có điều kiện. Lớn lên tốn gái phải biết con ơi. Chào lưu cosplay giáo viên nền nhạc Oggy. Từ xưa tới nay, lũ nhất quỷ nhì ma không chỉ nổi tiếng với những trò phá trường phá lớp mà còn phá cả thầy cô nữa. Những trò chôn thầy cô thì chắc ngồi cả ngày cũng không kể hết. Nhưng trò chôn được đầu tư dàn dựng để tạo thành một tiết mục hoành tráng thì chắc clip dưới đây chính là một ví dụ điển hình. Theo đó, trên nền nhạc Oggy liên tục hiện lên cảnh các học sinh nối nhau đạo nhái hay tây hóa, cosplay lại tư thế chụp ảnh của cô trong những bức ảnh cá nhân từ cũ tới mới. Ôi khỏi phải nói, toàn là những dáng pose kinh điển đi cùng năm tháng. Chẳng cần phải hiện ảnh chính chủ thì chắc các bạn cũng đoán được chỉ thầy cô của chúng ta mới cho ra đời được những bức ảnh chất như nước cất với cách tạo dáng mà model cũng phải chào thua. Xem tiết mục cosplay này thì khó ai có thể nhịn được cười. Phần vì cách tạo dáng độc đáo của thầy cô, phần vì khả năng cosplay giống phiên bản chính lên tới 99,99%. Nhưng điều khiến người ta buồn cười nhất chắc bởi độ sáng tạo ở cái tầm sao hỏa của lũ nhất quỷ nhì ma. Để rồi, ngay lập tức, nhiều clip về tips nhái lại các bức ảnh của thầy cô giáo được đăng tải nối nhau, thậm chí trở thành trào lưu nổi dần dần. Nếu đắn đo chưa biết tặng thầy cô tiết mục gì cho đặc sắc và mang lại tiếng cười, thì ý tưởng này chính là một gợi ý hoàn hảo dành cho các bạn đấy. Chiều lên bản thượng, phiên bản đeo sọt rác. Có lẽ câu chuyện nam nhi tham gia văn nghệ, múa hát tưng bừng, thậm chí là mặc trang phục cosplay nữ giới đã là chuyện thường ngày ở huyện. Tô Mộ chúng mình vẫn muốn đưa lên đây tiết mục mà anh em thể hiện múa trên nền nhạc chiều trên bản thượng bởi cái sự độc lạ, sáng tạo của các anh chàng. Ơ kìa, có cái gì đấy là lạ các bạn ạ. Theo đúng như trang phục của các dân tộc thiểu số thì lưng sẽ đeo gùi. Nhưng nhìn xem, mấy ông cãnh đang đeo cái gì trên lưng thế kia? Ôi trời ơi, cứu tôi, là sọt rác các bạn ạ. Đây là sự sáng tạo hay tiết kiệm trang phục, phụ kiện biểu diễn? Dù là gì đi chăng nữa thì vô cùng đáng yêu và đáng buồn cười nữa. Dù sao thì các thanh niên này cũng đã dũng cảm rũ bỏ hoàn toàn sự cứng cáp mạnh mẽ trong mỗi điệu múa và hoàn thành phần thi múa của mình một cách thuần thục, không lỗi nhịp nào. Đáng khen hơn, đơn vị không có gùi thì ta đeo tạm sọt rác lên lưng vậy. Cuộc đời hơn 20 mấy mùa xuân, tôi chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào như vậy. Dưới sân khấu là những chàng pháo tay giòn giã tán thưởng, cổ vũ nhiệt tình để các nam vũ công hoàn thành bài biểu diễn có phần hơi bất ổn. Chiếc clip này khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều lượt tương tác, đặc biệt là những lời khen có cánh dành cho sự đáng yêu của các nhân vật chính của chúng ta. Khi thất tình nhưng có lũ bạn khốn nạn và cái kết đau lòng. Hạnh phúc nhất trên đời chính là có một đứa bạn thân để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn giận hờn. Nó là đứa luôn ủng hộ bạn, luôn đứng về phía bạn dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nó cũng là đứa sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi quyết định bạn đưa ra. Thế nhưng, ở một diễn biến khác, bạn thân cũng là đối tượng hay chôn, hay phụ chúng ta nhất. Kể cả là khi muốn an ủi bạn thì nhất định bạn thân cũng sẽ sử dụng cách lầy lội nhất khiến bạn chỉ có trong đầu suy nghĩ. Hay là mình nghỉ chơi với nó luôn cho rồi. Giống như anh chàng trong clip đang được chia sẻ điên đảo dưới đây chẳng hạn. Biết là chúng nó đang an ủi trái tim người vừa bị từ chối thật, nhưng an ủi bằng cách hát bài thất tình thế kia thì quá đáng lắm luôn ý. Anh đã bao lần yên giấc.
Nhìn nhân vật chính ủ rũ, cúi gằm mặt vì buồn, ai cũng thấy đồng cảm. Và tất nhiên, đám bạn thân cũng chẳng phải ngoại lệ. Thậm chí, để thể hiện sự có tâm của mình, lũ bạn chơi đánh đã quyết định bật loa, làm nguyên concert thất tình gửi tặng bạn thân mình. Những lời ca: thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em hỡi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Chắc là đúng tâm trạng lắm luôn. Bởi càng nhìn, càng lúc càng não nề, âu sầu. Còn lũ bạn thì hớn hở khỏi nói, không chỉ quay vào hát, đứa nào đứa nấy còn tích cực quay hình, múa may minh họa nữa chứ. Thất tình mà được khuyến mại thêm combo nhạc buồn. Không biết nhân vật chính của chúng ta liệu có thấy khá hơn về cách lấy độc trị độc này hay không, chứ cư dân mạng thì được fan cười bò. Không biết với tình trường dài như sớ của mình, trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, chuyện tình yêu bọ xít của các bạn khi gặp bế tắc có bị lũ bạn thân chúng nó đem ra bêu dếu như vậy hay không? Hãy comment chia sẻ ngọt bùi với top 1 chúng mình ở bên dưới nhé! Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ bá đạo của học sinh Việt Nam. Không biết trong những màn trình diễn mãn nhãn ở trên, các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với tiết mục nào? Hãy comment xuống bên dưới để chúng mình được biết với nhé! Và nếu cảm thấy yêu thích video này thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!